Xin chào tất cả các chị và các bạn, Angie lại trở lại một lần nữa để tư vấn cho tất cả các anh chị và các bạn một cái đề tài rất là hấp dẫn ngày hôm nay. Ngày hôm nay Angie nhận được cái câu hỏi từ một người khách hàng hỏi Angie là: em ơi, chị có income đủ qualify cho một căn nhà mà thôi. Vậy chị có thể đi mua hai căn nhà cùng một lúc và đóng hồ sơ cùng một lúc, thì cái ngân hàng này nó không biết cái ngân hàng kia đã làm à, vậy thì có được hay là không? Cái câu trả lời như thế nào hả anh chị? Lời đầu tiên thì anh chị xin nói, nếu như mà anh chị mua hai căn cùng một lúc và anh chị đóng hồ sơ cùng một lúc, cùng một thời điểm, thì cái câu trả lời đó là được. Là tại vì ngân hàng này nó không biết ngân hàng kia đóng và ngân hàng kia nó không biết ngân hàng này đóng. Nhưng anh chị ơi, cái thứ nhất là nó rất là khó, là tại vì đó không thể nào có hai ngân hàng mà đóng cùng một ngày và cùng một giờ được hết á. Là tại vì hai cái hồ sơ khác nhau sẽ có hai cái trục trặc hai bên khác nhau, không thể nào đóng được hai bên cùng một lúc. Cái đó là một cái điều vô cùng khó khăn và rất là khó. Rồi cái vấn đề thứ hai nữa là nếu như sau khi mà đóng hồ sơ, ngân hàng nó phát hiện ra là chị đóng hai căn cùng một lúc với một cái income như vậy thì nó sẽ phạt mình. Cái câu hỏi kế tiếp, cái chị đó hỏi vậy thì nó phạt mình bao nhiêu tiền? Nó không phạt tiền nha. Vậy thì nó làm sao? Nó sẽ bắt mình pay off cái nợ mà mình đang có với nó đó ngay lập tức. Lý do tại sao nó đã đóng rồi và nó bắt mình làm như vậy là tại vì nó phát hiện ra mình đang dối nó. Mà ở trong cái vấn đề mà mortgage, cái vấn đề mà fraud á, dối á, rất là quan trọng. Trước khi đóng hồ sơ đó, ngân hàng lúc nào họ cũng bắt mình giải thích cho họ biết là mình chạy cái credit với một cái chỗ khác để làm gì, có nợ mới hay là không. Dĩ nhiên khi mình mua hai căn cùng một lúc thì lender nó sẽ chạy hai cái credit khác nhau. Lender này sẽ thấy bên kia chạy và lender bên kia sẽ thấy bên này chạy, và nó sẽ hỏi mình cùng một câu hỏi là mình chạy để làm gì. Và mình nói là ok, mình chạy để shopping for loan chẳng hạn như vậy, thì nó tin mình. Nhưng mà mình đã ký cái tờ giấy đó là mình nói là mình không có nợ mới nha. Cho nên khi mà họ phát hiện ra mình có nợ mới trong lúc, ngay cái lúc mà mình mượn tiền của nó mà mình không khai báo, thì nó sẽ nói là mình nói dối nó. Mà khi nó phát hiện mình nói dối thì nó không phạt mình tiền, mà nó chỉ bắt mình trả off cái nợ ngay lập tức. Ví dụ như mình mua cái căn nhà 500.000 và mình mượn nợ nó là 400.000, thì nó bắt mình trả off cái nợ nó ngay lập tức 400.000. Trong khi đó mình một căn mình còn không qualify được nổi, thì bây giờ nó bắt mình phải trả cái căn bên kia mình không có đủ khả năng để mình trả, không thể có income để qualify, làm sao mà mình mượn ngân hàng khác để mình trả được, đúng không các anh chị? Thì họ phải làm sao? Đó là họ sẽ gửi cho mình cái nói tịch nếu như mình không trả họ trong vòng 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng gì đó, thì họ sẽ foreclose cái nhà của mình để họ lấy lại tiền. Là tại vì
Mình người Việt nói ô lỡ rồi thì thôi mình vẫn trả nó cái tiền mortgage mỗi tháng đầy đầy đủ thì tại sao nó phải làm như vậy? Nhưng đối với Mỹ cái chữ tín rất là quan trọng. Anh chị có thấy mỗi khi mà anh chị vào quốc tịch nó bắt mình đưa cái tay lên thề, chỉ cần mình thề thôi là nó đã tin nha. Nó bắt mình thề một cái gì đó là mình nói là nó sẽ tin. Nếu như nó không phát hiện cái gì thì thôi, nếu như nó phát hiện mình dối nó cái gì thì nó không thể chấp nhận và nó sẽ lấy lại tất cả những gì mà nó có với mình ngay lập tức. Đó là cái cách của Mỹ. Anh chị ơi, khi mình sống ở bên nước Mỹ là mình phải làm theo kiểu Mỹ. Đừng bao giờ nghĩ tới cái chuyện mà mình dối nó để mình làm bất cứ cái gì. Khi nó không phát hiện thì thôi, nhưng nếu nó phát hiện thì anh chị sẽ đổ nợ một đống mà không thể nào có đường giải quyết. Đó, cho nên nó là anh chị ơi, để làm đúng luật thì mình muốn nói với lại tất cả mọi người là đừng bao giờ, never ever làm những cái chuyện gì mà mình thấy sai mà mình cũng vẫn làm nha. Nó không bắt gặp thì không sao, khi nó bắt gặp được coi như đinh nha. Cho nên nó là đó là cái câu trả lời mà Angie muốn gửi đến cái người khách của Angie cũng như là gửi đến tất cả các anh chị và các bạn. Không bao giờ và đừng bao giờ làm cái gì mà mình cảm thấy là không đúng. Nếu như mình không biết nó sai thì cái đó mình không nói. Nhưng mà khi mình biết sai mà mình vẫn cố tình làm thì cái đó là không được nha. Xin chào tất cả các anh chị và các bạn đã ủng hộ anh chị trong thời gian qua. Và hẹn gặp lại chương trình khác. Bye bye.